Mẹ nói sao ba? Mẹ còn nhận ra con không ba? Con ngồi xuống đây. Bộ mẹ không muốn gặp con nữa ba. Không phải như vậy. Mẹ con bận chăm em, bận lắm. Thôi giờ cha con mình về nha. Nhưng mà con muốn gặp mẹ với em. Ba nói rồi, mẹ con đang bận lo cho em con, bận lắm. Bây giờ kiên của ba ngoan, nghe lời ba, cố gắng học cho thật giỏi, rồi có dịp á ba dẫn con gặp mẹ nghe. Mình về thôi con. Về nha. Ba tính giấu con tới chừng nào nữa? Con gặp bả rồi, con biết hết rồi. Vậy là con đã gặp mẹ con à? Mẹ con. Ờ mà tại sao ba đã dặn con rồi, con không được tìm mẹ con? Lỡ dưỡng con biết được phải khổ cho mẹ con không? Sao con không nghe lời ba vậy? Ba à, cái ông đó không liên quan gì tới con hết. Với lại bà tự tìm con chứ không phải con đi tìm bà. Con chuyện người lớn con chưa hiểu đâu. Con lớn rồi mà ba. Con càng lớn thì con phải càng hiểu. Con không thể trách mẹ con được. Tất cả là tại ba. Không phải tại ba. Tại ba mà. Tại ba nghèo quá mà ba vẫn một mực muốn cưới mẹ con. Tại ba nghèo cho nên con phải chịu thiệt thòi. So với những đứa cùng lứa tuổi, người ta 6 tuổi là người ta phải vô lớp 1 rồi, còn con phải học trễ tới mấy năm. Con đã nói là không phải tại ba, tại mình nghèo thôi. Ba yên tâm đi, con không để ba phải nhục vì nghèo nữa đâu. Đi. Dạo này mấy cái nhà vườn ở dưới quê á, thương lá nó ép giá lắm, bán được bao nhiêu hết trơn á. Út Sang á, chỗ quen biết của ba cũng vậy, nó lấy giá thấp lắm. Thôi con cứ cầm đi rồi để đóng một phí. Anh Sang mà cũng ép giá mình hả ba? Thì họ là thương lái với nhau mà, họ phải hợp tác làm ăn chứ. Mà dạo này á, nó lên đời lắm nha, nó chuẩn bị xây nhà riêng á. Thôi ba cầm đi, con đi làm thêm được mà. Đâu có được, con cầm lấy đóng học phí. Muốn thoát nghèo là phải đi học, hiểu chưa? Ừ, thôi, con chuẩn bị về đi. Ba vô phải lấy vé nha. Trường hợp của em bị quá hạn rồi em à. Mấy môn này là em phải đợi học kỳ sau thì mới đăng ký học lại được. Em không có kiểm tra email của trường hả? Dạ, em có nhận được mail, nhưng mà bây giờ em mới không đủ tiền. Nhà trường đã gửi thông báo nhắc nhở qua email cho em tận 3 lần rồi. Giờ thì hết hạn rồi em à. Cô ơi, cô coi có cách gì giúp em được không? Cái này là quy định của nhà trường rồi, nên cô rất tiếc. Có gì em đăng ký học lại mấy môn này vào kỳ sau nha. Dạ, em cảm ơn.